Thì lúc này anh em nhà mình vừa mới đi bảy cô thì bắt được một con co mỏ vàng. Con này thuộc dạng con rùa các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà điều khác là con co này là lúc bọn mình bắt lên thì dưới cái chân của nó có một cái vòng. Đấy. Vòng này có ghi chữ Trung Quốc các bạn ạ. Ở đầu vòng có một chữ China rất to các bạn ạ. China. Các bạn nhìn rồi đấy. China. Và nó có mã số, phía đằng dưới có một dãy mã số, phía trên là có hàng chữ Trung Quốc. Thì bọn mình không biết con này xuất phát từ đâu. Thì bây giờ mình sẽ bắt con này ra và quay cận cảnh cái vòng cho các bạn xem nhé. Vòng bạn này. Bây giờ chân này có cái vòng được làm rất tinh xảo các bạn ạ, làm rất cẩn thận. Phía dưới là một dãy Trung Quốc. China này, các bạn nhìn China này, 526 China chỉ không hai 526 này. Mà qua 526. Học tiếng con co có ký hiệu là các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ phóng sinh em nó về với thiên nhiên. Đấy. Đây các bạn này. Em có mã số này. Đây. Ký hiệu China này, J02 này. 5296 này. Đây. Đây các bạn này. Đây, đi về với thiên nhiên mày, đừng để ai khắp bắt được kìa. Bay đây, bay đi. Các bạn ạ.